chưa thể làm được hay không? Được rồi. Bây giờ sẽ là đu xà qua sông. Hy vọng là Jamie sẽ làm được điều mà hai đồng đội của mình đã bỏ lỡ. Thời gian trước khi đến với thử thách tiếp theo sẽ là 10 giây. Các khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Jamie. Fighting. Hy vọng là với sải chân dài của mình thì Remiran sẽ làm được điều gì đó. Một cú búng người phải cực kỳ đúng kỹ thuật. Congratulations. Như vậy là không phải là sải chân, đôi tay và một lực bám rất đáng yêu, tưởng chừng như vô vọng. Nhưng không, nó đã thắp lên hy vọng cho Remiran. Jamie, are you okay? 10 seconds. We just have 10 seconds. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo, đó là vách nghiêng. Một trong những thử thách khó khăn nhất. Jamie là thành viên có kỹ năng leo vách tốt nhất đội chúng tôi, nên chắc chắn anh ấy sẽ vượt qua được những chướng ngại của chương trình. Wow, một thử thách quá khó khăn. Vấn đề bây giờ là phải lựa chọn đúng vị trí để bám vào, rồi sau đó đưa thân mình đến với các vị trí tiếp theo của vách nghiêng. Được rồi. Lần này đôi tay của Jamie một lần nữa sẽ phải thể hiện sức mạnh của nó. Và anh ấy sắp tiến đến đầu kia của vách nghiêng rồi. Được rồi, được rồi. Đây là tuyệt vời. Remiran đã làm được rồi. Anh ấy đang cần một chút thời gian để nghỉ. Tay anh ấy rất mỏi. Được rồi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Được rồi. Bây giờ sẽ là cú nhảy nhẹ. 10 giây nghỉ. 10 seconds. Wow! Let's go, Jamie! Đúng rồi. Tiếp phạm quy của Remiran. Chúng ta sẽ cùng xem lại phần quay chậm này. Chân của Remiran đã văng vào phía cột sắt. Và đây là một chi tiết phạm quy. Chúng tôi sẽ tính thành tích cho đội trời xanh đến thời điểm này, khi mà Remiran thực hiện cú nhện nhảy và không thành công. Như vậy là phần thi của trời xanh sẽ chỉ được tính đến thử thách cú nhảy nhện mà thôi. Sao mình không có dù gì?